chuyện xưa phong mai phong mình ăn mè cha thay nhưng trong do về kho sầm khăn khán đại dốc trên bị đóng chặt to tại mặt đò hiện tại nhà chun đang nằm lại tạm còn một phía mình chi bàn mặt bá nên mình chi cá mình ở cái xuống sẽ khai báo cho tâm tới là sọ cầm phong tại mặt đò chả bong bong na đại coi cầm phong tại mặt chơi một khi muốn sải chúng tôi chơi một khi muốn năng chỉ ngứa được đông má tận đông phám lơ chiêm đông sạch đông kia cặp đeo bảo vệ là sa cặp cho là sao một chơi sẽ lại chọc đai chọc chiêm sầm nào luôn có ai sải chỉ muốn sải một speedo nào là bờ cứu xua sinh hồ bàn chả sầm đạp lại lấy chỉ đồng đồng tính sản bong bong na để coi trong bạch sọc bạch hai chả có ai cha cho đồng phèn đồng bê sút bò để mình làm ắt chai hai nhân trong chạy làm lại tha bạch sọc bạch hai ở lớn cứ mình làm one nan thì mày làm được cứ làm one chút phát cầm nọ hai bong bong này coi trong rất tí có ai cha cho đồng phèn cứ làm cứ thành hồ bạn chả chỉ xa bong bong na để coi ở bạch chương thì ngày bạch chương một đồng khăn của bạch cô chả ai sai cho một đồng nạp làm ba đồng nạp làm đi mà bảo sam sập nên pi thay mui chả bong bong này để coi ai sẽ mặc thêm bộ tôn man ai sai cho mui nên chỉ nặng đam tập bàn nhé chỉ nặng đam tập này làm mình tìm hiền luôn sau cái liền mà tình yêu chung mà chọc sám sắp về tính phí thang mùi sát năm của đôi khi nhầm đọc sám sắp tính phí thang mùi chả nếu khi nhầm sống mà chạy tích nhá rồi bà tập hợp bà được cố sử dành hùa tình yêu chung tên làm lái tình yêu chung tên cô đập hiệp cư dơ chân phí đấu chả mình cứ xuống mình chỉ cá chốc trâm trời tên một nóng chả không bao mình ngạp nóng cái đá cha cho nóng thấy sử dành hùa chả có sắp mái nở xóng lên hôm nay tự sắp tôi để quạt để khang nhầm bông tình can này đá chả xong một cuốn